that you love me, even if it's fake. Hello anh em, mình đang có đây là LSR. Hôm nay mình đang có mặt ở Calon số 11 Vọng Đức của Minh Tuyết nhá. Hôm nay thì đây là trên tay chiếc Calon LSR. Thì đây là phím on off. Mình sẽ tắt đi và mình cho anh em xem cái cục pin ở bên trong này. Pin của chiếc máy này nó cũng sử dụng cái pin là LPA6. Anh em có thể nhìn thấy đây. Nói chung là một cái điểm rất là mừng cho fan của Calon nhá. Chứ nó pin con này nó sẽ không bị yếu sinh lý như kiểu mấy con Sony đâu, hoặc là mấy con máy OLED khác thì mình nghĩ là chắc là yếu. Đây, mình sẽ bật máy lên cho anh em xem. Đây là một cái phím mod như hôm trước ở trên hình ảnh đã rò rỉ thì nó giống y chang như vậy. Và sự thật đó là như vậy. Đây là trên tay mình đang nắm một chiếc len 24-105. Phía trước có len đây. Đây, mình xoay lại chút xíu cho anh em xem. Len này là len Calon RF 24-105 F4NIS, có cả USM nữa, với công nghệ lấy nét siêu nhanh. Và filter 77 nó cũng to y chang như kiểu là chiếc len 24-105 cái ngàm EF của Calon. Và đây là chiếc ngàm, mình sẽ tháo chiếc ngàm cho anh em xem. Chiếc ngàm đấy, đây là ngàm kiểu mới, ngàm mới của Calon. Thì bên trong này nó sẽ hơi vuông vuông một chút xíu, nó không còn tròn như kiểu là cái ngàm cũ nữa. Mình sẽ lắp len cẩn thận lại cho cửa hàng một chút xíu. Đây là cái cảm biến. Khi mà chúng ta tắt đi thì cái cảm biến nó sẽ đóng lại, bởi vì để bảo vệ cho cái cảm biến. Anh em có thể nhìn thấy đây, khi nào mình mở lên ấy thì cái cảm biến nó mới mở ra. Anh em có thể nhìn thấy đây đó. Ok. Chiếc máy này cho cảm giác cầm ở phần báng này rất là vừa tay, nó không có nhỏ như mấy dòng Sony. Nếu mà anh em mà dùng con 6.300 hoặc 6.500 thì hoặc là A7 cũng có thể là cảm giác nó sẽ nhỏ hơn con này một chút xíu. Em sẽ lắp lại chiếc len này một chút xíu nữa. Chiếc máy phải gắn len này vào cầm cảm giác rất là đầm, rất là sướng. Không biết là gắn trên con 50L chắc là còn sướng hơn nhỉ anh Quân nhỉ? 50L tay nó cầm to lắm chứ. Vâng. Ok, đây là em đã off này, em sẽ tháo khe thẻ nhớ. Đây là khe thẻ nhớ anh em ơi. Anh ơi, con này nó có chuẩn rất tiếc là có một khe thôi, nhưng mà chuẩn của nó là UHS-II. Ok anh em ơi, con này con máy này nó có chuẩn khe thẻ nhớ, nó chuẩn chuẩn mới nhất bây giờ nhá. Và trong cái vâng, cái filter này, trong cái view filter này thì anh Quân có nói là nó là màn OLED à anh, màn OLED chuẩn mới nhất đến thời điểm hiện tại bây giờ. Ông chịu chơi thế. Ông nên đợi. Và đây là một chiếc màn hình xoay lật. Quay phim tiện lắm. Quay phim rất là ok anh em ạ. Đây, em có thể úp lại đây. Khi nào chúng ta không dùng thì có thể úp lại vào như này cho nó bảo vệ màn hình tốt hơn. Và hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh em tiện anh em xét màu luôn. Có thể là chiếc menu này nó sẽ khác hơn so với một số cái menu của Calon, nhưng mà em nghĩ là nó dòng Calon thì nó cứ điểm chung nó cũng gần giống nhau mà thôi, không khác nhau quá là nhiều. Ok, thì em sẽ chọn cái tab này. Đây là một chiếc màn hình cảm ứng. Em sẽ để RAW. Ok, chúng ta sẽ ok đi. Và anh em sẽ sang cái phần menu. Menu của Calon thì nó cũng không khác gì so với những cái dòng máy khác khá là nhiều. Ở đây thì có auto lighting officer này. Thì anh em cái này thì anh em chụp mà chụp ngược sáng nên anh em để cao lên cho em một chút xíu nhá. Màn hình cảm ứng hơi quen chưa quen lắm. Đây cái phần 2, cái này em sẽ bật D cộng. Anh em ơi, cái này nó không giống như 5D3 đã nha, mà có D2 rồi này. D cộng là 1 này, D2 này. Ok, thì em sẽ chọn cái D2 đi. Cái tone này dùng trong trường hợp nào? Cái này dùng trong trường hợp mà anh chụp nó ngược sáng ấy. Mặt sau, đằng sau là anh chụp mặt sáng mặt trời ấy. Và anh chụp ấy thì da bị om. Da nó bật lên, nó bật hết lên. Nó có nghĩa là cái dynamic range của cái này rất là ngon. Cái trước nào ạ? Cái phần trên cái lighting nhỉ? Em sẽ disable cái này lại nhá. Và đây cái lighting advisor này. Cái này nó cũng để cho chúng ta nó là độ nhạy sáng ấy nhá. Cái này anh bật D cộng lên thì hai cái này nó không có tác dụng. Thế mà anh bật D cộng lên thì cái kia nó sẽ không tác dụng. Vâng, còn cái này mình off đi thì cái kia sẽ có tác dụng. Ở trong nếu mà so sánh thì trong cái dòng Nikon ấy thì nó chỉ có một cái thôi. Nhưng mà cái này nó có hai cái.
cái này có 2. Thì ở đây em sẽ để cái này đây 2 đi. Để em test thử cái khả năng chụp ngược sáng nó như thế nào. Và quay ba lăng thì em dùng đa số là em dùng bằng chỉnh tay đấy anh em ạ. Thì bình thường em để trong điều kiện bình thường em để khoảng 5.200. Còn cái phần mà ám màu ấy, thì cái phần ám màu thì anh em có thể, nếu mà trong điều kiện trong nhà như này thì em để cân bằng luôn, không có gì, tại vì trong nhà này không ám gì hết. Nếu mà ám đỏ thì anh em cộng xanh vào, còn ám xanh và rạp thì anh em cộng đỏ vào. Đó là một cái cách để xét màu chúng ta cân bằng màu chuẩn nhất. Thì nếu mà bình thường trong nhà điều kiện bình thường thì em sẽ để cân bằng như này. Và cái phần color space thì em để sRGB luôn. Và cái pixel style này ở cái này nhá anh em, ở trong này nó có ba cái phần này, cái phần strength violet và cái phần threshold này anh em đó. Đây là ba cái phần led. Anh em muốn chụp led căng thì anh em cộng hết cỡ lên cho em, còn không thì để cho em khoảng 5 hoặc 6 thôi. Cái phần contrast, saturation và color tone thì em để nguyên, không có sửa gì nhiều. Nếu mà trời nó bị rực quá thì ngoài trời ánh sáng nó mạnh quá ấy, thì em sẽ để cho em là anh em chỉ cho em trừ 1 nha. Ok. Cái phần long x noise reduction này anh em ở bên cho em nhé, để chi tiết ảnh nó ok. Và hex iso thì anh em để cao nhất cho em. Tax shutter là chạm để chụp thì em sẽ không dùng nó, thì em off nó đi. Và HDR thì em cũng off luôn. Rồi ok. Và em sẽ khám phá thêm vào trong cái menu này xem có gì được không.